Được rồi. Ô chà. Dép mắc tiền lắm các bạn. Đập gai ơi. Ôi trời ơi, chim bay rồi, dép còn. Chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở một cái khu dân cư rất là vắng vẻ, chưa có người ở. À, đó, các bạn nhìn thấy không? Xung quanh là một cái quang cảnh rất là thoáng mát. Ở đây chỉ có tiếng côn trùng. À, và có tôi. Thì hiện tại là phía sau lưng tôi là có một cái cánh đồng hoa vô chủ. À, tôi sẽ quay và review cho các bạn xem nha. Thì hiện tại thì trời cũng đang là hoàng hôn đó các bạn. Xa xa thì có mây đen nhưng mà điều chưa có mưa. Bên kia đường là một cái đám cây lao sậy đó các bạn. Nó mọc quang. Đây có nhiều, không có ai, người ta nuôi bò, chăn nuôi bò đâu. Ở xa xa thì có mấy cô chú đang tập thể dục. Ở đây rất là mát đó. Các bạn thấy không? Gió nó thổi mấy cái cây đó. Rất là mát đó. Thì hiện tại thì mình đang đứng kê cây này, là cây gì mình không biết nhưng mà nó ra bông tím, nhìn cũng đẹp lắm các bạn đó. Mình quay gần cho các bạn coi đó, nó rất là đẹp, nó có cái trái mình mới nhìn giống cái trái đu đủ non nè các bạn, không giống trái đu đủ non. Ồ, nó có mũ nữa. À, lá của nó nè, lá của nó chín, nó vàng đẹp ha. Cây này thì nói chung là mình hay thấy ở miền Tây là nhiều đây nữa mà mình chả biết cái trái nó là trái gì. Ồ, cái trái nó bóp nó mềm mềm ha. Mình hái thử một cái coi phía trong nó có cái gì. Ồ chà, mũ quá trời luôn. À, mũ rất là nhiều các bạn ơi. Úi trời ơi, đem ra đây mình coi thử bên trong nó có cái gì. Ồ, nó hôi quá nè, hôi quá. Ồ, ở trong nó kỳ ta, bỏ đi. Mình sẽ tiếp tục. Ồ, thấy cỏ có chị. Ở đây có một cái cánh đồng hoa vô chủ. À, sẽ quay cho các bạn coi nha. À, đẹp không? Nè, thấy chưa? Thấy hoa dại mà nó mở nở đẹp không? Đẹp quá ha. Ở đây rất là ít, không có dấu chân người, ít lắm. Khu này đất ở đây nó người ta chưa có xây dựng. Cô đẹp các bạn, bao la luôn. Đẹp quá ha. Đó. Mấy cái bông này thì hồi nhỏ có gặp rồi mà không biết là nó tên hoa gì. Đẹp quá. Màu quá trời đẹp luôn. Nó khiếp hồn luôn. Đó, các bạn nhìn không? Ồ, có cái con kiến ha. Đó. Rất là nhiều bông hoa đẹp ở đây. Nhiều lắm các bạn. Nó nở rộ luôn. À, hiện tại thì bây giờ là cũng gần tối rồi. Đó. Trời cũng sắp tối rồi các bạn. Đây rất là mát. Hoàn cảnh ở đây thì tuyệt vời. Thoáng mát vô cùng. Chim, có con chim các bạn.
rồi, gian mắt cái dép rồi. Văng mắt dép rồi các bạn ơi. Ô đập gai đau quá. Cây. Tôi kiếm cây kìa dép ơi, lọt xuống dưới hố rồi. Ô dép mắc tiền lắm các bạn, đập gai ơi. Ôi giời ơi, chim bay rồi, dép còn hên quá. Thôi bye bye các bạn nha.